Dạ hello, em Hương xin được chào mừng cô chú anh chị đã đến với kênh Nhà Xịn Bình Chánh vào lúc 7 giờ 30 tối mỗi ngày luôn. Vì hôm nay em Hương lại tiếp tục đi xem nhà và gửi đến cho cô chú anh chị mình một căn nhà giá thì cũng rất là rẻ nữa. Chưa đến 1 tỷ rưỡi nữa thì mình đã có căn nhà với một cái diện tích á, là ngang 4, dài á, thì tới tận 11 luôn cô chú anh chị. Sổ hầm riêng ha, có ngân hàng hỗ trợ cho mình vay luôn. Và ngôi nhà mình được tọa lạc trong khu là Thách Thức Tân Kim, gần ngã ba Tân Kim luôn. Cách ngã ba Tân Kim của mình là tầm có khoảng 500 mét thôi, rất là gần nữa. Và xung quanh ở đây nè, dân cư thì ở cũng rất là đông đúc và hiện hữu rồi cô chú anh chị ha. Hiện trạng thì em Hương đang đứng nè, trên một con đường này thì cũng rất là rộng, rộng tới khoảng 5 mét lận. Xe hơi nè, xe tải nè, có thể di chuyển vào bên trong ngôi nhà mình luôn. Nhà mình luôn cô chú anh chị. Và điện nước thì cũng đã vào chính thức rồi. Và nhà mình thì là đường thông tứ hướng luôn. Cô chú anh chị mình đi hướng nào vào cũng được nữa. Thì trên cái chiếc điện thoại á, thì cô chú anh chị mình cũng đã thấy rồi đó. Thì dân cư ở đây nè, thì nhà thì cũng ở đông đông, cũng cạnh cạnh hết trơn luôn. Đó, sát hết, rất là vui luôn cô chú anh chị ha. Nhà mình thì sổ hồng riêng, điện nước thì cũng đã riêng hết cho cô chú anh chị mình luôn. Nó và cái giá thì cô chú anh chị mình dán đồng hành với em Hương theo dõi đến giữa video, em Hương sẽ báo một cái giá chính xác cho cô chú anh chị. Giờ thì mình di chuyển cùng em Hương tiến vào bên trong ngôi nhà nha. Nhà này thì với một kết cấu là một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một phòng khách và một phòng bếp. Thì trong đây thì là có tận tới 5 căn lận. Thì bên đơn vị của em Hương thì cũng đã bán full hết rồi. Chỉ còn sót lại có một căn cuối cùng này thôi cô chú anh chị mình ha. Nên quyết định là gửi lại cho cô chú anh chị mình với một cái mức giá cực kỳ là mềm luôn. Và bước vào bên trong ngôi nhà mình vẫn còn nghe mùi sơn luôn cô chú anh chị. Đó, và trước nhà mình thì cũng rộng rãi lắm, nền nhà mình thì cũng cao ráo ha. Đó, ở đây thì mình ở thì mình không có sợ bị ngập lúng luôn cô chú anh chị nha. Ở đây thì cô chú anh chị mình đang tình trạng thì cô chú anh chị mình đang thấy nước đó. Thì mới hôm qua thì cũng có một cái trận mưa ha. Thì ở đây thì nữa mình về mình có thể là mình làm lại cái nền cao lên giống như cái bên đây nè, cho nên có trụ nước lại. Tại căn nhà này của mình á, không có ai ở thì nên nước thì nó làm cái chỗ cao chỗ thấp á, do mấy ông chủ đầu tư xây nhà cũng không có kỹ càng á. Thì cái đó em Hương sẽ nói lại với chủ đầu tư, ở sau này mình có hoàn thiện một cái mẫu nhà nào đó thì mình cũng phải canh nền cho nó ngay ngắn để cái nước nó có đường tuôn xuống ha cô chú anh chị. Đó, nên khi mà cô chú anh chị mình về đây mình sở hữu thì mình có thể gom lại 5 căn nhà này, cái mỗi gia đình mình bỏ ra chừng khoảng 500-600 ngàn gì đó, mình gom lại cái mình đổ lại cái nền cho nước nó là về ở phía bên cái chỗ ống cống cô chú anh chị ha. Thì nói chung là nó động thì nó chỉ động bên góc thôi, chứ ngay nhà mình thì bảo đảm với cô chú anh chị mình là không có ngập đâu ha. Nước thì nó cũng thoát ra cũng dễ lắm. Đó, và bước vào bên đây á, wow, cái phòng khách này rất là dễ thương luôn cô chú anh chị. Em Hương nghĩ á, chắc chị em phụ nữ mình rất là thích cái màu này luôn. Phối hợp cái màu mình nhìn vào ngôi nhà nó rất là nhã nhặn nữa. Và đặc sắc luôn cô chú anh chị ha. Những các chi tiết á, nhỏ nhỏ nè, mình đi viền hoa văn rồi đó, nhìn nó cũng rất là sang trọng luôn. Cái màu sơn thôi cũng nhìn rất là dễ thương rồi. Thì ở đây á, thì bên tường nè, thì bên đơn vị Hương á, thì cũng đã ướp lát lên cho cô chú anh chị mình khoảng 1m2 rồi. Cái màu thì cũng rất là sang trọng nữa, nhìn bước vào trong ngôi nhà thôi. Thì đã trên chiếc điện thoại đó, cô chú anh chị mình cũng có thể quan sát rồi. Nhìn sơ thôi là thấy quan sang trọng rồi, mà khi mà mình về đây á, mình trải nghiệm thực tế nó còn như thế nào nữa ạ. Tường nè vẫn sạch sẽ luôn, và trần của mình thì á thì là trần thạch cao nguyên khói cô chú anh chị. Ở chính giữa của mình thì bên đơn vị Hương làm cho mình một cái bóng đèn chùm nhìn cũng rất là dễ thương đó ha. Và hệ thống đèn led nè, đèn mét 2 đã nói dài khắp hết cả nhà cho cô chú anh chị mình rồi. Và bước vào trong thì hồi nãy như cô chú anh chị mình cũng thấy là cái cửa của mình thì sẽ làm cho mình là một lớp cửa 4 cánh sơn tĩnh điện. Về thì mình muốn kỹ càng thì mình sẽ làm thêm một cái cửa kéo Đài Loan nữa cô chú anh chị ha, để bảo vệ cho ngôi nhà của mình nó được an toàn thêm luôn. Và gạch của mình thì gạch 50 đó, gạch 50 x 50, với một cái diện tích á, là ngang 4, dài tới tận 11 lận, sổ hầm riêng đúng ở trên sổ luôn ha. Vị trí thì
nằm gần ngã ba Tân Kim. Nhà mình thì được tọa lạc là ngay chỗ thách thức Tân Kim chạy thẳng vào cô chú anh chị. Từ ngã ba vào bên trong ngôi nhà mình thì chắc tầm khoảng 500m, 600m thôi, cũng rất là gần. Ở đây thì mình đi chợ búa, bệnh viện, ngân hàng gì đó, mình đi các trung tâm tiện ích đó, xung quanh rất là đầy đủ cho cô chú anh chị mình luôn. Và xe tải nè, xe hơi cũng có thể di chuyển vào bên trong ngôi nhà của mình, cho mình có mua đồ, dọn đồ về đây ở, hoặc là mình mua các dụng kiện như là máy lạnh, tủ lạnh rồi đó. Xe lớn nó cũng vào được cho cô chú anh chị ha. Ở đây thì không gian bếp cũng rất là thoáng nè, có tủ bếp trên và tủ bếp dưới nè. Cái tủ này là cái tủ nhôm cô chú anh chị. Và ở đây thì tường, ở đây thì bên vị hương cũng ướp cho mình một cái không gian này để mình nấu nướng, nó có văng dầu mỡ thì mình cũng rất là dễ vệ sinh và lau chùi. Đá thì lúc nào cũng là đá hoa cương rồi, và bồn inox 304 luôn. Đó, kế bên đây thì cũng rất là thoáng. Ở đây thì về cô chú anh chị mình có thể là mình đặt một cái bàn ăn ở không gian này, từ khoảng 4 đến 6 ghế ở đây ha. Ngôi nhà này cũng thích hợp gia đình mình có thành viên từ khoảng 2 đến 4 người luôn, mình ở rất là thoải mái nữa. Và đây là cái nhà vệ sinh thì bên đơn vị của em Hương thì để ở giữa hai phòng, gia đình mình dễ sinh hoạt ha. Thì vẫn đầy đủ hết thiết bị tiện nghi cơ bản gia đình mình. Ở đây thì điện nước rất là mạnh luôn, nên khi mà cô chú anh chị mình về đây sinh sống, mình cũng không có e ngại về điện nước hay là cúp nước hay là cúp điện ha cô chú anh chị. Mình thì điện nè, điện nhà nước, nước á, thì nước máy có thể cục luôn, điện nước thì rất là mạnh cho mình luôn. Ở đây thì đường bước lên tầng trên thì tay cầm thì bằng gỗ rồi, nhìn cũng rất là chắc chắn và dày dặn đó. Đó, và đường bước lên cầu thang của mình thì cũng rất là rộng rãi luôn. Giờ thì em Hương mời cô chú anh chị mình di chuyển cùng em Hương mình tiến lên tầng trên để mình khám phá không gian tầng trên nha. Và rồi thì em Hương Ú cũng đã có mặt ở trên tầng 1 rồi. Thì trên đây thì sẽ có hai phòng ngủ ha. Đó là cái phòng đầu tiên của mình, sẽ có một cái cửa sổ bên hông nữa nè, rất là thoáng mát cho ngôi phòng của mình luôn. Và có dây điện chờ sẵn hết cho cô chú anh chị. Ở trên đây cũng có dây điện, có bóng đèn mét 2 luôn rồi. Cửa của mình thì sẽ là cửa nhôm, nó rất là dày dặn luôn ha. Cái phòng này thì cũng khoảng 25-30m², đường đây hiện đi cũng rất là thoáng nè. Đây là không nhà vệ sinh. Thì nhà vệ sinh này thì vẫn trang bị hết tất cả tiện nghi rồi cô chú anh chị ha. Qua đây thì sẽ là một cái phòng lớn của gia đình mình. Thì ở đây mình có thể là làm phòng thờ hoặc là phòng ngủ. Trường của mình thì là trường thạch cao nguyên khối ha, cũng là dân họp luôn. Mình đi cái chi tiết gạch nhìn cũng rất là dễ thương nữa. Ở trên đây thì mình có tông màu xám của chú chị ha, trắng xám. Còn ở nhà dưới của mình thì hồi nãy là giống như là màu tím lẫn với màu hồng á, và nhìn nó cũng rất là sang. Bước ra đây thì sẽ có một cái hành lang ban công rộng rãi nè, thoáng mát ha, thông thoáng ha. Ở đây thì mình có yêu cây kiểng thì mình trồng cái hàng dài trên đây cũng rất là tiện nữa. Hồi trước thì dân cư ở rất là đông rồi, mình ở đây thì mình chướng một cái vách nhà nên mình sẽ không có thể nào quan sát cụ thể hết. Thì hồi nãy như là em Hương cũng đã quay sơ rồi đó. Thôi giờ cô chú anh chị mình di chuyển cùng em Hương, mình tiến lại cái phía bên dưới, em Hương sẽ báo lại cái giá với cái vị trí cụ thể hơn cho cô chú anh chị nha. Em Hương xin mời. Nhìn cái dễ thương hơn cô chú anh chị. Bên đơn vị chủ nhà làm cho mình những cái bình bông rạc giả ở đây nè, nhìn cũng rất là sang trọng luôn ha. Thì cũng còn không bao lâu nữa đâu, chắc khoảng một tháng nữa, tháng mấy nữa thì cũng đã Tết rồi cô chú anh chị ha. Không biết cô chú anh chị đã tìm được ngôi nhà ưng ý chưa, để về mình trang trí, để mình ăn một cái Tết thật là đoàn viên với gia đình mình ạ. Em Hương nghĩ là cái ngôi nhà này cũng rất thích hợp cho cô chú anh chị mình về đây mình sở hữu, để mình có thể là sắm sửa Tết nè, ăn Tết cùng gia đình mình, đoàn viên một cái Tết ấm cúng luôn cô chú anh chị ha. Và ngôi nhà này với một cái mức giá cực kỳ là tuyệt vời luôn, chỉ có 1.430.000.000 thôi, sổ hồng riêng, có ngân hàng hỗ trợ cho mình vay nữa. Và diện tích của nó thì cũng rất là rộng rãi và thông thoáng, ngang 4 á, dài thì tận 11 lượt, sổ hồng riêng. Sổ của mình thì sẽ có hiện cái đường đi trên cuốn sổ luôn cô chú anh chị ha. Thì khu dân cư ở đây thì ở cũng rất là đông đúc và sầm khuất rồi. Em Hương bảo đảm với cô chú anh chị luôn, 100% là cô chú anh chị mình về đây mà mình coi thực tế về cái mẫu nhà này, cái thứ nhất mình thích của nó là cái đường xá nè, thông thoáng rộng rãi nè. Cái thứ hai thì dân cư đông đúc nè. Cái thứ ba, cái mặt thứ ba của nó thì là gần các tiện ích xung quanh cho cô chú anh chị mình luôn. Cái thứ tư là giá cực kỳ là tuyệt vời ha. Cái thứ năm của mình á là sổ hồng riêng luôn, tìm đâu ra một căn như thế, là một cái khu dân cư ở rất là đắc địa luôn ạ. Đó, và giờ em Hương cũng xin nhắc lại cái vị trí nha,
Và nhà của mình thì được tọa lạc là ngay trong là Thách Thức Tân Kim, gần ngã ba Tân Kim luôn. Từ ngoài ngã ba Tân Kim mình chạy lên chút xíu thì bên tay phải của mình nó để chữ là Thánh Thất Tân Kim. Cô chú anh chị mình chạy thẳng rồi đó, mình cứ chạy thẳng vào tầm khoảng 200m thôi thì đã đến nơi ngôi nhà của mình rồi cô chú anh chị ha. Ở đây thì công ty nè, xí nghiệp nè, đầy đủ hết gia đình mình luôn. Cho dù mình có về đây ở nè, mình đi làm cũng rất là tiện nữa đó. Và giá này thì lại là giá tổng rồi, chỉ có 1,430 tỷ thôi. Phủ tục hồ sơ thì bên đơn vị của Hương sẽ lo từ A đến Z cho cô chú anh chị mình luôn, mình chỉ cần thanh toán đủ cho bên đơn vị của em Hương thôi. Và kim châm làm việc của em Hương á là nhà thật, giá thật, vị trí thật, không xạo không ảo ha. Để mất thời gian của cô chú anh chị, em Hương quay nhà nào thì cô chú anh chị mình có muốn đi xem thì em Hương vẫn dắt đúng cái nhà đó cho cô chú anh chị mình luôn, không báo giá ảo nè, không làm cho cô chú anh chị mình lăn tăn để mất thời gian của nhau. Và xem đến đây thì cô chú anh chị mình nhớ đăng ký kênh cho em Hương nha. Và bên em Hương vẫn nhận nhà ký gửi của các anh em luôn, thì cô chú anh chị mình có mẫu nhà nào ký gửi thì cũng có thể liên hệ với em Hương. Em Hương vẫn tới quay và nhận ký gửi cho mình được bán mau ra hơn luôn cô chú anh chị. Giờ thì em Hương cũng xin chào nha. Và nhớ, quan trọng là nhớ đăng ký kênh cho em Hương nha. Giờ xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào lúc 7:30 tối mỗi ngày.